Mình đang test tới con này là con Panasonic AK28. Con này thì nó bị hư CD rồi nhá. CD hư rồi nè, CD không hoạt động được, cơ kẹt cứng, không có ra vô gì được hết ha. Nói chung là hỏng, không dùng được. Thì mình chỉ dùng qua điện thoại thôi. Đó, mình đang mở điện thoại ha, mở qua đường AUX của nó nè. Thấy chưa? Thì giống như bán cái dàn này thì giống như là bán cái dàn loa vi tính vậy ha. Anh em nào không có nhu cầu cho CD thì chơi mấy con này nhá. Thì con này tổng thể ngoại hình cũng còn khá là mới. Được cái là cặp loa này lắp subwoofer này. Đó, có một cái cục sub cỡ đâu 16 hay sao á ở trong ha. Subwoofer là chế độ sub của nó nè, có ba nấc sub ha. Nhưng anh em nào thích lực thì lấy con này, nó có sub. Hư CD mình nghe qua điện thoại máy tính thôi. Rồi ngoại hình thì tổng thể đó thì mọi người cũng cảm nhận được ha, cũng khá là mới. Rồi mặt hậu khá đẹp. Nói chung con này còn đẹp lắm. Con này còn mới lắm, mỗi tội hư CD thôi. Đó, mình đang test qua điện thoại nè. Đẹp. Nói chung là anh em nào thích tiếng bass, thích lực thì lấy con này. Anh bass lực lắm. Con này do nó quýnh nó có sụp cho nên là nó quýnh bát nó hơi hổn đúng không, quýnh rất là lực. Rồi vậy nhé, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình. Nếu không chơi CD chỉ chơi giống như là điện thoại máy tính rồi thôi, chứ bây giờ thì cũng ít người có nhu cầu chơi CD ha. Nếu bác nào không có nhu cầu chơi CD rồi chơi chỉ dưới dạng như chơi thiết bị ngoại vi thôi, kéo qua điện thoại máy tính, kéo từ tivi xuống thì lấy cái con này vậy nha. Nó hư CD thì cái giá nó rẻ hơn. Rồi chào mọi người.